Thưa sư, cho con hỏi, đối với ngoài xã hội thì mình phải đối nhân xử thế như thế nào cho đúng và được mọi người yêu quý, vừa đúng với đời vừa đúng với đạo? Có rất nhiều cách. Một, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Coi như là mình có gì thì mình cho cái đó. Đương nhiên là mình cho với cái tâm rộng mở ha. Cái thứ hai là ái ngữ, khi từ ở trong đó hay là không. Cái bố thí và cái ái ngữ, chỉ riêng quý vị thực hành hai pháp này thôi là quý vị đã được mọi người yêu mến rồi. Còn nếu như mà tốt hơn nữa thì chúng ta có cái lợi hành và đồng sự, thì đó là lợi hành. Còn đồng sự á, là bản thân mình tốt và mình cũng giúp cho người khác cùng tốt. Bản thân mình biết đi chùa nghe pháp thì mình cũng giúp cho người khác đi chùa nghe pháp, thì đó gọi là đồng sự. Thì đó là cái cách gọi là nhiếp phục nhân tâm đó. Khi quý vị tu tập pháp này thì ví dụ như trong kinh người chăn bò của Trung Bộ á, có những cách Đức Thế Tôn dạy, ví dụ như là chúng ta phải biết băng bó vết thương đó mà cái lòng tham ái mình khởi lên, là mình phải lo mình thu thúc mình lại. Nói cách dễ hiểu á, thí dụ như mình là người đàn ông cư sĩ nha, mà người đàn ông thì mình tránh nhìn mấy cô gái mà nhìn họ bằng cái lòng tham dục. Thí dụ như mình thấy gái đẹp, mình cứ nhìn chầm chầm vô mặt họ, vô ngực, vô đùi họ thì không có nên. Mình phải tập á, giống như Bồ Tát á. Quý vị biết tại sao Bồ Tát có cái tướng là mắt đẹp như mắt, nhớ nha. Thì khi nào mà mình nhìn được bằng tâm, thì đó là một cách. Hay là khi chúng ta nổi tâm sân, thì chúng ta phải thu thúc lại, lo băng bó cái vết thương đó lại, không có để cái sân đó nó đốt mình, đốt người. Thì đó cũng là một cách. Cứ bò, ví như có những người đối xử tốt với ta ở đời thì ta nên biết chừng mực trong ít nhờ đó. Chứ còn mà mình không biết chừng mực ấy, tức là mình cứ nhào tới rồi mình cứ nhờ nó, thì nó cũng giống như là cái con bò mà mình dắt kiệt sữa, thì sau này nó không có nữa. Ai đó mà mình ứng xử với trên là với cha mẹ, xuống đối với vợ chồng, rồi cho tới con cái, rồi tới người ăn kẻ ở, thì tất cả các cách đó quý vị vui lòng xem trong kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt ha. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.